Chào các bạn, hôm nay mỹ phẩm Nga Fair Food xin giới thiệu với các bạn về các cái dòng mỹ phẩm và cho bé. Nó đảm bảo là tuyệt đối an toàn cho bé từ sơ sinh và những cái bé có độ nhạy cảm nhất định của cái thương hiệu là Natura Siberica hay là cho bé là Little Siberica này. Các cái sản phẩm này thì nó đảm bảo cái tiêu chí là hàng hữu cơ của tiêu chuẩn ICEA và ECOSOT ấy, do cái Hiệp hội Cosmo Organic nó bình chọn. Đây là những cái tiêu chuẩn cao cấp nhất ấy, và nghiêm ngặt nhất, đảm bảo cái tính an toàn và đảm bảo cái sức khỏe của người tiêu dùng. Bởi vì những cái tiêu chí này thì họ thiết lập ra để nhằm mục đích là bảo vệ cái sức khỏe của người tiêu dùng cũng như là môi trường sinh thái và các cái dưỡng chất mà được sử dụng trong các cái sản phẩm ấy, đều là mỹ phẩm hữu cơ và nó không chứa các thành phần như là paraben, silicon, SLS và thuốc nhuộm học. Ngoài ra thì các cái sản phẩm của dòng Little Siberica này thì nó còn đạt được những cái giải thưởng rất là tốt, như là các cái giải thưởng là Best Cosmetic for Children tại các hiệp hội mà Organic, hiệp hội mỹ phẩm Organic hữu cơ ấy, của tại Anh ấy. Và các cái sản phẩm này để truy cập xem là những cái sản phẩm này có đảm bảo là tính an toàn hay không, hoặc là đảm bảo các tiêu chí của hiệp hội Cosmo Organic hay không, thì các bạn cũng có thể truy cập trên cái website mà nó có in sẵn trên vỏ hộp này. Tất cả những cái thương hiệu nào mà đảm bảo và đạt được cái tiêu chí của cái hiệp hội này đặt ra thì đều có danh sách trên cái trang này hết, và các bạn có thể dễ dàng để truy cập. Hiện tại thì là cái dòng kem đánh răng này rất là quan trọng. Kem đánh răng này nó chiết xuất từ cái phúc bồn tử và cái quả hắc mai biển ấy. Cái mùi của nó thì rất là dễ chịu và nó có khả năng có thể nuốt được, và nó không cay và rất là tốt cho những cái bé mà đang bắt đầu tập thói quen đánh răng ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho là việc là ngăn ngừa sâu răng này, bảo vệ nướu này, chống chảy máu xương răng này, và nó cái giúp mà cái bổ sung cái canxi ấy, giúp cho răng nó chắc khỏe hơn. Và cái này thì có thể nuốt được nhé, các bạn cứ yên tâm là thích hợp cho bé từ 3 tuổi. Tất nhiên là trên thị trường có rất nhiều các loại kem đánh răng khác nhau, nhưng mà mỹ phẩm Nga Fair Food thì chỉ chọn lọc những cái thương hiệu mà tốt nhất, đảm bảo tính an toàn nhất cho các bé. Đó là thương hiệu Little Siberica này, là một trong những cái thương hiệu mà nó đảm bảo các tiêu chí tốt nhất cho bé, thì các bạn cũng có thể tham khảo. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm đó là kem chống hăm cho bé này. Kem chống hăm này thì nó cũng đảm bảo các cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn của Hiệp hội Cosmo Organic này, và nó dùng được cho bé từ sơ sinh này. Đấy, kem chống hăm thì nó có chiết xuất hoa cúc nữa, thì nó có tác dụng là chống viêm và ngăn ngừa kích ứng, đặc biệt là cho những các cái bé mà có làn da nhạy cảm nhất ấy, thì là các mẹ cũng nên chọn những cái sản mà nó đảm bảo tính an toàn ấy, để ngăn ngừa các cái bệnh sau này về da cho bé. Có sẵn tại shop cũng các cái dòng dầu massage này. Dầu massage thì tuyệt đối là rất là cần thiết cho bé, và nó cũng đảm bảo tính an toàn của một cái mỹ phẩm cho trẻ từ sơ sinh. Các cái dòng dầu massage này thì nó sẽ giúp cho là bé ngủ ngon hơn đấy, và cảm giác là nó gắn kết được cái tình cảm giữa mẹ và con nhiều hơn. Thường thường là bất cứ một bé sơ sinh nào thì bao giờ các mẹ cũng tìm các cái dầu massage ấy. Thì là Fair Food khuyến cáo là để đảm bảo tính an toàn nhất ấy, và các cái dầu massage mà nó ngăn ngừa được cái kích ứng là một này, và nó ngăn ngừa được cả những cái việc mà bị các cái con côn trùng hoặc là muỗi hoặc là những cái gây tổn thương hoặc là đốt vào da bé, thì là cái dầu massage này nó rất là tốt để trong cái việc phòng ngừa và cũng như là cái việc là dưỡng da cho bé. Có sẵn tại shop các cái sản phẩm đó là sữa tắm, gel tắm cho bé này. Cái này cũng là cái đảm bảo cái tiêu chí là hàng hữu cơ, và nó cũng dành được cho bé từ sơ sinh, và tính an toàn cũng rất là cao, không cay mắt. Có các cái dòng dầu gội dành cho bé cũng là từ sơ sinh và không cay mắt này. Cái hàng của Natura thì nó khác với là các cái thương hiệu mỹ phẩm khác ấy, đó là dành cho bé trẻ em thì là có những cái thương hiệu là họ sẽ dùng là có những cái sản phẩm là gội và tắm 2 trong 1. Tuy nhiên ấy, các cái sản phẩm hàng hữu cơ ấy, đặc biệt là của Natura Siberica hoặc là Little Siberica này, họ phân tách rõ ràng giữa dầu gội và sữa tắm ấy, để đảm bảo tính an toàn tốt nhất và cho từng cái bộ phận của cơ thể của bé, và cái độ nhạy cảm họ tính đến cả cái độ nhạy cảm tốt nhất ấy. Có cả các cái dòng dưỡng thể, dầu dưỡng thể cho bé đây.
dầu dưỡng thể cho bé. Hầu hết tất cả các cái dòng của Lisa thì nó đều đảm bảo cái tính là an toàn và đảm bảo cái chứng nhận của nó tại cái hiệp hội Cosmo, và tất nhiên là các cái chứng nhận đó thì không phải dễ dàng cái mỹ phẩm nào cũng có thể đạt được. Các bạn có thể tìm hiểu hiện tại thì các cái dòng mà tại Việt Nam chẳng hạn không có mỹ phẩm nào mà đạt được các chứng nhận tiêu chuẩn của cái thương hiệu của các hiệp hội Cosmo Organic này. Có sẵn cả cái son dưỡng môi cho bé. Son dưỡng môi thì nó được chiết xuất từ cái một loại quả, nó có thể chịu khả năng chịu lạnh là -50°C, cho nên cái dưỡng chất nó thu được từ cái loại này là rất là tốt, và nó có thể chống bong tróc nhất là vào mùa đông này, và dưỡng cho môi của bé thì luôn luôn là căng mịn và có thể nuốt được, cho nên các bạn phải yên tâm về cái độ an toàn của bé dùng với cho bé từ sơ sinh. Có sẵn tại shop các cái sản phẩm đó là dưỡng sơn móng tay, đặc biệt là cho những cái bé mà muốn tìm những cái loại sơn móng tay mà an toàn ấy và không hại cho móng ấy, thì là cái dòng mỹ phẩm Nga, tại mỹ phẩm Nga Facebook cũng có sẵn những cái dòng như thế. Ngoài ra thì để đảm bảo tuyệt đối an toàn thì shop chúng tôi cũng luôn luôn có những cái tập hồ sơ giấy tờ hợp đồng và hóa đơn để chứng nhận là 100% là hàng xuất xứ từ đúng nhà máy, và đảm bảo tính an toàn của cái sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo tại website của công ty hoặc là tại các cái trụ sở của công ty ấy, đều có những cái giấy tờ cho các sản phẩm đấy. Và để mua hàng thì các bạn có thể mua tại đặt tại website hoặc là gọi điện hoặc là mua các cái tại trụ sở của công ty.